trích bộ phim nhiều tập Cộng sản trên đất Việt của Việt Nam Film Club. Vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông. 12 giờ ngày 10 tháng 11 năm 1971 tại đường Cao Thắng, Sài Gòn. Cán bộ đã ra đầu thú, đã nói với giáo sư Quy ở miền Nam, lâu nay trí thức, trung lưu, tiểu tư sản, nông dân không có đoàn kết nhau. Nhưng bây giờ họ đã đoàn kết dưới cái dù của cái phong trào quốc gia cấp tiến, cho nên các anh bằng mọi giá phải triệt hạ cái phong trào này, tức là phải ám sát cả hai người, Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Quy. Việc mà ám sát đó thuộc cái chủ trương của Đảng Cộng sản. Giáo sư Nguyễn Văn Bông, tân Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa. Thì khi nghe tin của giáo sư Bông bị mất, thì những anh em đang đi tập sự rất là vô cùng bàng hoàng. Tôi khóc anh với tình chiến hữu, chẳng khác tình máu mủ yêu thương, gục bên đường tranh đấu anh hy sinh. Đám tang giáo sư Bông được cử hành trọng thể, kéo dài trên một cây số, đông đảo chưa từng thấy trong 40 năm qua. Giáo sư Nguyễn Văn Bông, sự nghiệp ngắn ngủi, hoài bão lớn lao, di sản vô giá. Đi sáng đi học, tối lại học đến mai, dù học giỏi rồi dạy lại người ta, để dành dụm một ít tiền mua cái vé tàu qua ba lê học tiếp. Thì anh Bông còn làm giám thị ở trường trung học kỹ thuật ở Champagne-sur-Seine. Nguyễn Ngọc Huy và anh Nguyễn Văn Bông là hai sinh viên chuyên môn phải đi học, cũng tiếp tay trong tiệm ăn với mọi người. Bác Bông cũng có đi ở chợ kêu bằng Lê A. Bác Bông 4 giờ đã đi ra đã khiêm vác cho những người mà đi tới chợ và để đồ để bán. Đối lập chính trị gồm có 5 bước. Thứ nhất là tập thể, thứ hai là công khai, thứ ba là hợp pháp, thứ tư là bất bạo động và thứ năm là xây dựng. Giáo sư Bông đã đưa cái mô hình trí thức trẻ phải đứng dậy là đáp ứng cái nhu cầu của miền Nam lúc đó. Giáo Lê Hoàng nói là nếu hai người này được thành công thì cái thắng lợi của cách mạng sẽ bị hoãn lại 20-30 năm. Trí thức, khoa bản, yêu nước, nhiệt tình, có một cái quyết tâm xây dựng dân chủ rất cao. Chỉ những người trí thức chân chính mới có đủ khả năng đào tạo cho đất nước được những nhà lãnh đạo đáng tin cậy, những chuyên gia có thẩm quyền và động viên hướng dẫn được quần chúng cùng mọi thành phần quân nhân công chức tích cực tham gia vào công cuộc phát triển quốc gia. After learning about Professor Nguyễn Văn Bông, I am just amazed about figures that are really contemporary figures who sacrificed so much and wanted to create a movement
that helped society get better. And the movement wasn't just the current society, it was to help the next generation. Dự thảo nghĩ rằng giới trẻ yêu nước tại hải ngoại cần rút ra những bài học từ sự hy sinh của giáo sư Nguyễn Văn Bông. Đó là tinh thần phục vụ đất nước cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là chủ trương xây dựng một xã hội dân chủ và phát triển. Đó chính là di sản của giáo sư Bông để lại cho các nhà lãnh đạo trẻ để xây dựng một đất nước khi chế độ độc tài sụp đổ. Sát hại nhân tài của đất nước, giáo sư Nguyễn Văn Bông là một trọng tội của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và lịch sử Việt Nam. Sẽ phát hành tháng 11 năm 2021. Cuốn phim tài liệu Vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông cũng là tưởng niệm đúng 50 năm ngày Cộng sản sát hại nhà ái quốc Nguyễn Văn Bông.